Xin chào mọi người, hôm nay công ty Huy Phúc xin giới thiệu dòng sản phẩm Role bảo vệ điện áp và pha của thương hiệu GIT xuất xứ Ấn Độ, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Huy Phúc. Đây là dòng sản phẩm Role bảo vệ điện áp. Đối với Role bảo vệ thì chúng ta có các dòng sản phẩm bảo vệ pha và bảo vệ điện áp. Và đây là dòng sản phẩm bảo vệ cả hai chức năng mất pha và đảo pha, lệch pha. Còn bảo vệ áp là bảo vệ sụt áp, quá áp. Mọi người có thể nhìn thấy dòng sản phẩm này với mã hàng là MG21DF, dùng cho 3 pha 3 giây, có rất đầy đủ tính năng về bảo vệ pha và áp. Điều đặc biệt nữa là chúng ta có thể chỉnh được thời gian trip on delay và off delay, điều đó sẽ bảo vệ được thiết bị tốt hơn. Đây là dòng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Nếu mọi người muốn sử dụng Role bảo vệ pha thì chúng ta có thể sử dụng dòng sản phẩm theo mã hàng MA21DN. Với dòng sản phẩm MA21DN, mọi người có thể bảo vệ cho chuyên cho pha thôi, là mất pha, đảo pha, lệch pha. Chúng ta cũng chỉnh được thời gian chip on delay. Sản phẩm rất nhỏ gọn, dễ sử dụng và lắp đặt dễ dàng trực tiếp trên thanh đinh gây. Bên cạnh đó, mọi người có thể muốn chọn một cái sản phẩm mà có thể tùy chỉnh theo cái nhu cầu sử dụng thì ở đây là mã MAG03D0424, bảo vệ cho 3 pha 3 giây hoặc là 3 pha 4 giây đều được. Nó rất nhiều lựa chọn và mọi người có thể tùy chỉnh theo yêu cầu bảo vệ thiết bị của mình. Và đây là các lựa chọn mà mọi người có thể nhìn thấy: bảo vệ mất pha, đảo pha, lệch pha, sụt áp, quá áp, cho thời gian on delay, hoặc là mọi người tùy chỉnh. Nếu mà không sử dụng một chức năng nào đó thì chúng ta sẽ chỉnh về chế độ off cho chức năng đó. Rất dễ sử dụng. Đây là một con Role bảo vệ pha và điện áp đa năng, thương hiệu GIT xuất xứ Ấn Độ. Đối với một số khách hàng muốn sử dụng dòng bảo vệ pha áp bằng kỹ thuật số thì GIT cũng có dòng sản phẩm này, đó là màn hình LCD. Đây là một trong dòng sản phẩm mà rất cao cấp của thương hiệu GIT. Chúng ta có thể dùng được cho 3 pha 3 giây hoặc 3 pha 4 giây. Với mã hàng là DMS110. Màn hình LCD hiển thị các lỗi của thiết bị giúp cho sản phẩm bảo vệ tốt hơn. Bên cạnh đó là sản phẩm có báo cáo lỗi của 5 lỗi trước đó. Điều đó sẽ giúp mọi người dễ dàng khắc phục lỗi hơn. Rất là đẹp, gọn gàng. Đây, DMS110. Và một số khách hàng thì muốn sử dụng bảo vệ cho thiết bị mất trung tính thì mình xin giới thiệu dòng sản phẩm bảo vệ phát hiện mất trung tính, bảo vệ mất pha, đảo pha, lệch pha, sụt áp và quá áp. Với mã hàng MAC04D0100, sử dụng cho 3 pha 4 giây. Có 2 output tiếp điểm để điều khiển nha mọi người. Tất cả các sản phẩm bảo vệ pha và áp thương hiệu GIT xuất xứ Ấn Độ đều được bảo hành 12 tháng, được phân phối và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Huy Phúc.
Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Xin cảm ơn mọi người.